nữ mà có các yếu tố nguy cơ sau đây thì sẽ làm tăng cái nguy cơ ung thư cổ tử cung. Đầu tiên là phải nói đến là những cái phụ nữ mà có cái độ tuổi quan hệ tình dục dưới 18 tuổi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là những cái tế bào lúc đấy ở cổ tử cung nó vẫn đang phát triển một cách rầm rộ và nó rất dễ chịu sự xâm nhập của các tác nhân gây ung thư cổ tử cung. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế quan hệ trước 18 tuổi. Thứ hai là các phụ nữ mà có nhiều bạn tình rất dễ bị nhiễm virus HPV và nó làm tăng nguy cơ bị ung thư cổ tử cung lên. Hút thuốc lá. Hút thuốc lá cũng là một tác nhân mà gây ra tăng cái nguy cơ ung thư cổ tử cung. Theo các nghiên cứu thì là những người phụ nữ mà sử dụng thuốc lá thường xuyên thì sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư cổ tử cung. Viêm nhiễm phụ khoa là một tác nhân rất dễ dẫn đến ung thư cổ tử cung do cái tế bào ở bề mặt cổ tử cung bị tác động của các cái phản ứng viêm liên tục, nó làm dễ xâm nhập cái nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung. Bên cạnh đó có một cái nhưng mà không phải chị em không phải lo lắng ạ, đó chính là việc sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày kéo dài trên 10 năm cũng làm tăng cái nguy cơ ung thư cổ tử cung. Nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung đã được khoa học chứng minh đó chính là do HPV. HPV là gì? Là Human Papilloma Virus, là cái con virus gây ra cái u nhú ở người, nó chịu trách nhiệm là đến 99,7%, có nghĩa là gần như 100%. Muốn có ung thư cổ tử cung thì phải nhiễm con HPV. Bệnh mà hay gặp nhất khi mà nhiễm con này đó chính là bệnh lý sùi màu gà. Cái lo lắng nhất trong cái vấn đề triệu chứng của ung thư cổ tử cung đó là trong giai đoạn đầu hoàn toàn không có bất cứ một triệu chứng gì. Thì khi mà đến cái giai đoạn mà bùng phát bệnh thì có thể có các cái hiện tượng đó là chảy dịch, chảy mủ ở cổ tử cung và đặc biệt đó là chảy máu bất thường ở âm đạo. Và những cái trường hợp nào mà sau quan hệ vợ chồng, quan hệ nam nữ xong mà có hiện tượng ra máu âm đạo thì đấy cũng là một trong những triệu chứng gợi ý bệnh lý ung thư cổ tử cung. Do giai đoạn đầu không có triệu chứng gì, vì vậy thì cái vai trò của việc sàng lọc ung thư cổ tử cung, vai trò của việc kiểm tra ung thư cổ tử cung, vai trò của việc xét nghiệm HPV là vô cùng quan trọng để phòng ngừa cái bệnh lý này.